Đặc sứ Liên Âu gặp gỡ Chủ tịch Liên hiệp Ả Rập tin từ Cairo. Đặc sứ Liên hiệp châu Âu là ông Bernardino Leon ngày hôm nay đã gặp gỡ người đứng đầu của Tổ chức Liên hiệp Ả Rập tại Cairo để đẩy mạnh các tiến trình vận động nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập. Ông Leon đã gặp gỡ ông Nabil El Arabi sau khi ông đến thăm những người đang tòa kháng ủng hộ cho Tổng thống Mohamed Morsi vào tối hôm qua. Cảnh sát đã đe dọa sẽ giải tán đám đông tụ tập tại một công viên ở miền Bắc của thủ đô này. Nhưng những người biểu tình vẫn cương quyết tiếp tục và cho biết họ sẽ chống đỡ dù chỉ bằng gậy gộc hay tay không. Phía chính phủ lâm thời thì nói phe biểu tình có vũ khí và là một mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tố cáo lực lượng an ninh đang gây rối để biện minh cho việc đàn áp họ và thề sẽ có đổ máu nếu quân đội tiến vào. Gần 300 người đã tử vong trong những tuần lễ bạo động kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Morsi. Nay phe Huynh đệ Hồi giáo đòi hỏi quân đội phải đưa ra ngày giờ chính thức để tổ chức bầu cử và trao quyền lại cho một chính phủ dân sự. Ông Leon đến Ai Cập sau khi cao ủy Catherine Ashton đã gặp ông Morsi và kêu gọi các bên ngồi lại với nhau để hòa giải.